thì đến cả tam tạng kinh Bali và tạng luật Bali cũng chắc chắn đã bị sai lệch bị vô thường thì làm sao mà có thể tin được hoàn toàn trăm phần trăm sư thậm chí cả chú giải có thể cũng đã bị sai lệch bị sửa đổi bị cắt xén so với nguyên gốc như vậy thì phải chăng cũng có nhiều chỗ trong kinh nhiều bài kinh Bali Bà không nguyên gốc thậm chí không phải lời Phật thuyết À, chúng ta có à, trong cái hoài nghi ấy, Nó có hai cái kiểu hoài nghi Một cái hoài nghi là hoài nghi thông thường Ví dụ như là mình à, Không biết là ngày, Bây giờ cái giá thịt là, Nó là bao nhiêu một ký Cái bó rau bao nhiêu một ký Rồi à, không biết là Mình à, Ở cái khu của mình chừng nào hết cách ly Đó là sự hoài nghi thông thường có đáng nhắc tới nhưng mà sự hoài nghi về Tam Bảo á, là sự hoài nghi nghiêm trọng phải được giải quyết bởi vì nếu như mà mình không giải quyết á, thì mình sẽ cắt tiệt cái con đường giải thoát giác ngộ của chính bản thân à, trong số đó là mình hoài nghi là kinh nó có nó có, nó có nguyên vẹn hay không Uh, cái vấn đề nó như thế này, chúng ta phải có một cái niềm tin tối thiểu, bởi vì nếu như chúng ta không có một cái niềm tin tối thiểu á, thì ngay cả cái việc sư nói cái gì, quý vị cũng đâu có tin, trong kinh quý vị còn không tin được mà, thì quý vị lấy cái gì quý vị tin sư và như vậy thì nó sẽ dẫn đến chuyện quý vị sẽ không tin cái gì hết thành ra ít nhất là mình nên có một cái niềm tin tối thiểu để dựa vào đó mình còn có thể lắng nghe đầu tiên á quý vị nên nắm được cái cách mà chư tăng truyền tụng lại kinh tạng sau khi mà chư tăng tổng kết lại tâm tạng Chư Tăng chia ra làm nhiều nhóm. Mỗi một nhóm sẽ chịu trách nhiệm cho một bộ kinh, ví dụ như một nhóm chịu trách nhiệm trường bộ, một nhóm chịu trách nhiệm trung bộ, một nhóm chịu trách nhiệm tương ưng, một nhóm chịu trách nhiệm tăng chi. Những vị đó truyền khẩu như thế nào để đảm bảo không bị sai lệch? Chúng ta phải nắm nha, phải nắm. Các vị đó, đó ngoài cái chuyện là học thuộc lòng, mỗi nửa tháng các vị đó phải gặp nhau để trùng tụng lại để tụng lại. thì khi mà tụng lại như vậy đó, các cái văn bản được đối chiếu trong cái nhóm, cái nhóm mà chịu trách nhiệm cho một bộ kinh đó. ví dụ như cái nhóm trường bộ, mỗi nửa tháng sẽ trùng trùng tụng lại trường bộ như vậy đó là sẽ đảm bảo được không bị sai lệch quý vị cứ nghĩ đi mình học thuộc lòng một bài kinh nào đó mỗi nửa tháng gặp nhau tụng lại để đối chiếu xem anh có nhớ sai lệch hay không thì cái chuyện mà mỗi nửa tháng như vậy đó nó tiếp tục nó duy trì cho đến khi à, tam tạng được ghi vào trên giấy thì quý vị nghĩ coi cái cách truyền khẩu như vậy đối chiếu với nhau mỗi nửa tháng cái khả năng mà bị sai lệch bị sửa đổi bởi một cá nhân nào đó hoặc một tập thể nào đó cái khả năng nó lớn thì nó nhỏ nó rất là nhỏ bởi vì không phải chỉ có nhóm anh không phải chỉ có cá nhân anh mà còn có những nhóm khác còn có những cá nhân khác và mỗi nửa tháng thì phải đối chiếu giả sử như anh muốn bỏ đi một câu hoặc anh muốn thêm vào một câu anh thêm hoặc anh bỏ kiểu gì quý vị có bao giờ quý vị đi tụng kinh chưa thử quý vị tụng kinh đang tụng kinh mà quý vị muốn trong cái kinh tụng á quý vị muốn thêm vào một câu hoặc muốn sửa một câu nó làm sao quý vị làm thậm chí sư nói nha mình muốn sửa một chữ thôi có khi sửa không được à, có những cái bài kinh tụng mà sư nói là nó um, uh, tiếng Việt á, sư nói tiếng Việt chứ phải phải Bali việc lâu đời có những từ ngữ mà bây giờ người ta không có xài ví dụ như là đàn với đường hồi xưa dùng cái từ đàn bây giờ thì đàn người ta không hiểu dùng cái từ đường nhưng mà bây giờ cái kinh tụng nó đã tụng lâu dài như vậy rồi đó và bây giờ người ta đang đọc là đàn thì cái mình bắt đầu mình nhảy qua cái đường người ta thấy lệch liền người ta thấy lệch liền nhưng mà à, trong một cái nhóm nhỏ trong chùa thì có đôi khi người ta không để ý còn chữ tăng khi mà trùng tụng là kinh tạng mà nó lệch một điểm là phát hiện ra ngay quý vị biết là chư tăng việt nam và chư tăng campuchia những cái vị sư người khmer đó tụng chung với nhau những điểm những điểm chỉ cần nó sai nó lệch một chữ là phát hiện ra ngay à, nhưng mà thì khi mà lệch một chữ như vậy đó những vị có trách nhiệm các vị đó sẽ ngồi lại xem coi cái chữ bị lệch đó tại sao nó lệch ví dụ như lệch do khẩu âm ví dụ như là cái chữ người kinh này đọc là a mà khmer đọc là ia thì nó lệch cho khẩu âm như vậy đó ờ, nó không nghiêm trọng à, ví dụ như là những có những, có những người à, r với g họ đọc không phân biệt được rồi có những người việt mình á rồi l âm l âm n họ đọc nó nó không phân biệt được ừ, thì những cái sai biệt về khẩu âm như vậy có thể chấp nhận được đấy rồi còn những cái nghiêm trọng hơn thì phải xem lại thì quý vị xem cứ mỗi nửa tháng mà chưa tăng kiểm soát chéo như vậy đó khả năng sai lệch là bỏ đi cho nên quý vị có thấy là một cái điều vi diệu một cái điều kỳ diệu là chư tăng việt nam chư tăng miến điền chư tăng thái nhưng campuchia vẫn có thể ngồi lại tụng kinh với nhau vẫn có thể ngồi lại làm tăng sự với nhau cùng tụng một câu không có sai lệch do đâu vậy nhờ cái truyền thống mà duy trì mọi nửa tháng thành ra chúng ta mới có cái nói chuyện với nhau à, nhờ như vậy đó phật giáo nguyên thủy mới được gọi là phật giáo nguyên thủy bởi vì nó giữ được cái truyền thống không có thay đổi à, quý vị có thể nói cứng nhắc cũng được nhưng mà anh muốn đổi một cái gì đó anh đổi không được sửa không được sửa cái truyền thống nó sửa không được À, rồi cho đến khi mà những cái lợi trùng tụng đó, Chư tăng phát hiện ra một chuyện đó là cái trí nhớ càng ngày càng kém, trí nhớ của chúng sanh càng ngày càng kém. bằng chứng là cái số lượng những vị có khả năng học thuộc tam tạng ấy, à, hoặc là một tạng nó càng ngày càng ít. quý vị thấy là hồi xưa đó, à, cái nhóm mà những cái vị thuộc lòng tam tạng nó nhiều, phải nói nó nhiều ghê lắm, nó nhiều ghê lắm, thời Đức Phật. Ấy. Nhưng mà bây giờ những vị mà thuộc lòng tam tạng Có gì đếm coi Trên đầu ngón tay Chính bởi vì như vậy Chia tăng di là trên giấy Mà khi mà có một cái bản à, Khi đi ra làm văn bản như vậy đó Một cá nhân hoặc một tập thể nào đó muốn sửa Khó vô cùng Một vài cá nhân Ví dụ như một vài cá nhân muốn bỏ đi bộ A Đàm thì cũng chỉ có mỗi cá nhân đó bỏ thôi hoặc giỏi lắm là cá nhân đó uh, kêu gọi một vài những người thân quen là bỏ A Tỳ Đàm nhưng mà vì đó không có khả năng làm cho cả tăng đoàn Thái, Miến, uh, Tích Lan, uh, Campuchia, uh, Lào, Việt Nam đồng bộ là bỏ thì nó không được nếu như một người nào đó thì họ chỉ có thể làm ở cái phạm vi cá nhân thôi rồi đúng là có những bài kinh mà không phải phật thuyết không nằm trong chánh tạng nhưng mà quý vị biết một chuyện thú vị là cái chuyện đó ai cũng biết hết trơn bởi vì chứ đơn giản nó không nằm trong chánh tạng chỉ cần một bài kinh không nằm trong chánh tạng là mình biết chắc là nó không phải là do phật thuyết nhưng mà đâu có đôi khi mình vẫn tụng vẫn tụng à, ví dụ như à, câu à, cái gì, à, cái bài à, thê bản thân bài đó ha bản thân bài đó không nằm trong chánh tạng chưa tăng thừa biết à, nhưng mà nó cũng không có nghịch với giáo lý thì thôi không sao rồi cái bài thì cái bài đó cũng không nằm trong chánh tạng. Nhưng mà nó không vấn đề gì. Tại vì nó là cái đoạn gọi là à, sinh xin dân những cái lễ vật này đó nhất là nhan đèn để cúng Phật pháp tăng tam bảo thì cái đó nó không nó không quan trọng, không quan trọng thì những cái râu ria như vậy đó muốn phát hiện ra rất là dễ chỉ cần y cứ đối chiếu trong chánh tạng là ra ha? À, thành ra đó quý vị có thể yên tâm một chuyện đó là cái cái sự thống nhất ở trong tâm tạng ừ, nó được duy trì nếu như nó nếu như ha? Nó không được 100% Thì cũng phải lớn hơn 90% hoặc 95% Bởi vì cái khả năng mà bị xuyên tạc ấy, Nó khó ghê Khó ghê Rồi giả như bản thân vì đó có thể xuyên tạc được kinh ấy, Vì đó cũng không có khả năng xuyên tạc được chú giải à, Có một điểm như thế này Mà chỉ những người Chỉ những người mà không, không có nghiên cứu về Bali á thì họ mới có cái sự nghi ngờ Nhưng mà những người mà nghiên cứu Bali thì họ nó dễ lắm tại vì cái phong cách hành văn khi mà quý vị đọc vào Bali quý vị sẽ thấy cái phong cách hành văn nó được thống nhất à, và nó có sai nó có người là gọi là nó có nó có nó có lệ thì nó cũng nó diễn biến trong một cái khoảng thời gian ví dụ như à, cái người này nói cách đây bao nhiêu năm cái lúc mà đức phật à, mới thành đạo thì cái kiểu diễn đạt của cái ngôn ngữ nó sẽ hơi khác với cái ngôn ngữ mà à, 40 năm 45 năm sau thì cái ngôn ngữ nó sẽ khác những cái nhà mà nghiên cứu ngôn ngữ thì họ sẽ thấy nó có khác nhưng mà nó cái sự khác nó không có nhiều đó là lý do đó mà khi quý vị nghiên cứu quý vị sẽ thấy là cái văn phong đó, nó không có lệch nhiều à, còn nó, nó mang được cái tính chất là thống nhất ừ, còn quý vị thử mẫu diện nghiên cứu qua những cái văn bản mà đại thừa những bài kinh mà phật giáo phát triển gọi thậm xưng là đại thừa Quý vị sẽ thấy là cái văn phong nó khác một cách rất là rõ rệt. Đấy, à, thành ra là chúng ta có được cái một cái niềm tin ha, là tâm tạng bao gồm cả chú giải, đó. cái khả năng mà nó bị sửa chữa, nó bị xuyên tạc, ấy, nó hiếm và nó khó ghê, lắm. rất là khó. Thì đúng, có thể là mình dùng cái từ là nó không được một trăm nhưng ít nhất là nó cũng phải chín mươi chín phần trăm chứ còn mình không tin được thì sẽ hỏi quý vị rồi quý vị y cứ vào đâu hơn nữa có một chuyện như thế này quý vị nói có những cái bài kinh có những đoạn kinh có những cái văn bản mà không phải do phật thuyết thì chúng ta phải đưa ra bằng chứng chứ còn chúng ta không thể nào mà nói một cách suông và bằng chứng đó phải là bằng chứng có nghiên cứu chứ không phải là một cái bằng chứng cái kiểu tôi không thích nó không phù hợp với cái quan điểm của tôi nên tôi không tin cái kiểu đó thì mình không có gì để mình nói với nhau Uh, như ông thông lạc uh, những cái như là những cái những bài kinh nào mà nhắc tới uh, các cái cảnh giới uh, siêu hình ấy, thì ông không tin, bởi vì nó không phù hợp với cái quan điểm của cá nhân ông và ông cho rằng những cái bài kinh đó không phải Phật thuyết nhưng mà uh, đó là một cái sự suy luận không dựa trên nghiên cứu một cách um, nghiêm túc và cũng nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái cảm tính cá nhân thành ra đó, thì có vị thì vị không tin cái trên bài kinh này rồi có vị thì bài xích cái cái bộ tạng kia nhưng mà tự chung lại đó là do vấn đề cá nhân quý vị cứ nghĩ đi một người không thích thì mình bỏ người kia không thích thì bỏ rồi cứ bỏ riết như vậy kinh tạng nó chỉ còn những cái mà mình thích thôi những cái mình muốn tin thôi còn những cái nào mình thấy nó có kỳ với cái suy nghĩ phàm tục của mình là mình bài xích hết thì kinh tạng lúc đó mới đúng nghĩa bị xuyên tạng ha à. thành ra đó cái chuyện mà nghi ngờ về tâm tạng à, về tâm bảo đó là mình phải giải quyết nếu như mà chúng ta không giải quyết được á, là chúng ta sẽ bị mình tự mình thôi Uh, cắt đứt cái cái con đường giải thoát giác ngộ của chính mình